Hi, xin chào, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta là Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp, được xây dựng tại thành phố Tuyên Quang. Vâng, hôm nay là một buổi chiều mà tôi có người anh chị từ Lào Cai sang chơi. Anh chị Long Hải từ thành phố Lào Cai là người anh em của chúng tôi. Anh chị sang Tuyên Quang để thăm những người anh em như vợ chồng tôi. Và chiều nay thì tôi đã đưa anh chị sang vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vâng, trước mắt chúng ta là anh chị đang đứng check in bên Thiền viện Trúc Lâm. Vâng, kia là phương tiện của anh đi từ Lào Cai sang. Một chiếc Mazda CX-5 bản đủ, đi rất là mượt. Còn đây là hướng Tây. Thiền viện Trúc Lâm thì nằm ở cái vị trí bên bờ sông Lô, gần với khu đền thượng, đền mẫu thượng của thành phố Tuyên Quang. Phía trước mặt chúng tôi kia là phía đền thượng. Và bây giờ chúng ta lại quay lại với phía tiền sảnh của Thiền viện Trúc Lâm. Vâng, anh tôi, anh Trần Hoàng Long, anh rất vui vẻ khi được em đưa đi sang thăm Thiền viện Trúc Lâm. Cảm giác thế nào anh? Tuyệt vời. Tuyệt vời à? Vâng. Quá đẹp luôn. Vâng. Tối nay còn nhiều điều bất ngờ và thú vị nữa anh nhá. Còn đây là chị tôi. Đấy, chị tôi cũng đang check in. Đó. Đẹp quá. Đẹp không chị? Đẹp. Vâng. Vâng. Rồi xong rồi ta đi vào một chút. Đấy. Trên cao là một ngôi tượng Phật rất là lớn. Không biết tí nữa là chúng ta có lên được không, bởi vì nó cao lắm, qua trèo bậc kìa. Đây những bức phù điêu của tượng Phật rất đẹp, rất lớn. Trông thế này thôi chúng ta đến gần là rất là lớn. Đó. Vâng, bây giờ thì chúng ta đi vào bên trong một chút. Đây là phòng họp của Thiền viện. Đây, những tấm phù điêu hoa sen hồn Việt rất là lớn. Hai bên cạnh là hai câu đối: không từ đâu đến, có chỗ nào đi. Đấy. Rừng trúc đọng hương đó. Vâng, bây giờ thì chúng ta lại đi vào trong một xíu. Phía bên trong thì là rất là rộng rãi, thênh thang. Tôi cũng đã vào thiền viện này khoảng độ 2 lần rồi. Đấy. Xin giới thiệu với mọi người là Thiền viện Trúc Lâm Tuyên Quang thì mới được khởi xây dựng 2 năm nay thôi. Hôm nay là một ngày bình thường cho nên là không có các Phật tử đến đây. Còn bình thường thì rất là đông. Bây giờ thì tôi sẽ cố đi lên một chút nữa
để giới thiệu một những pho tượng Phật rất là đẹp, rất là hoành tráng. Đây là một chiếc mõ khá lớn. Vâng, pho tượng Phật rất lớn. Vâng, còn bên trong này nữa, rất rộng rãi. Rộng lắm ạ. Đây là những bức ảnh mà của các vị sư tưởng nhớ hương hạnh chư vị các linh giác linh. Vâng, có một nhà sư vừa mới gặp tôi và nói rằng là nhắc nhở là mình nên để giấy dép ở phía bên ngoài. Vâng, rộng rãi và hoành tráng. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi lại đi ra phía bên ngoài rồi. Đó, một đôi rồng. À không phải đôi rồng, mà hai đôi rồng. Đó, hai bên, mỗi bên hai. Hai ông rồng thì như vậy là bốn ông rồng. Đấy. Không muốn lên trên pho tượng trên kia không? Ồ thôi thế thì thôi. Trên kia là một pho tượng rất lớn. Nhìn ở phía xa này thì là nhỏ thế thôi, nhưng mà lên nơi thì to lắm. Rất giống với pho tượng ở thành phố Đà Nẵng. Đó. Vâng, đấy chính là Thiền viện Trúc Lâm Tuyên Quang. Thôi, có lẽ là chúng ta kết thúc clip này ở đây đã. Một lần nữa chúng ta chiêm ngưỡng lại phương tiện đi từ Lào Cai sang đây của cơ sở Hải Phượng. Đấy, chủ cơ sở Hải Phượng đây. Đấy, xin giới thiệu lại anh Trần Hoàng Long là người anh của tôi. Từ thành phố Lào Cai sang đây. Ồ, rất đẹp dài. Chị nhá, kết thúc clip chị nhá. Đây, bà chị của tôi đây. Thế nhá, kết thúc chị nhá. Ok. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại mọi người.